bạn đang nghe câu chuyện về những con người anh dũng đã sống đức tin và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ niềm tin của mình. Đây là những câu chuyện có thật được ghi chép lại trong tài liệu các thánh từ đạo Việt Nam. Lòng các bạn sẽ được thêm tươi mới để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang sinh năm 1832 tại làng Cao Mài, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Thân phụ mất sớm, cậu được thân mẫu dưỡng dục nên con người điềm tĩnh, dũng cảm và đạo hạnh. Năm 1845, cậu Khang vào nhà chúa và được cha mắt theo năng dòng Đa Minh chăm sóc dạy dỗ trong gần 10 năm. Sau đó, cậu nhận áo dòng Đa Minh và được gửi vào chủng viện Kẻ Mốt để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Từ Đức ban hành sắc chỉ phân sạp tín hữu, cấm đào gắt gao hơn. Chủng viện Kẻ Mốt bị đóng cửa rồi sau bị tàn phá theo lệnh vua. Đức cha Hermosin La Liêm lên đường trốn khỏi làng Kẻ Mốt, về ẩn trú trong một hang đồng tại Thọ Ninh. Ý chúa định cho thầy Khang đi theo giúp đức cha. Thầy Khang xếp đặt mọi việc và bảo vệ cho đức cha khi thầy mới 29 tuổi. Đức cha Hermosin La Liêm và thầy Khang bị bắt, bị giải về công đường Hải Dương. Ngày 1 tháng 1 năm 1851, đức cha Hermosin La bị trảm quyết. Thầy Khang bị giam cầm hơn một tháng với hai lần bị tra tấn khủng khiếp. Thầy bị trận đòn dã man vì không chịu khai nơi ẩn trú của các vị đạo trưởng. Lần thứ hai, thầy bị đánh 120 roi. Trong tù, sống chung với giáo dân, thầy tổ chức đọc kinh chung và làm việc thống hối, đền tội để chuẩn bị lãnh nhân phúc tử đạo. Ngày 6 tháng 12 năm 1861, thầy Nguyễn Duy Khang chịu trảm quyết tại Pháp Trường Năm Mậu, Hải Dương, được chôn ngay tại nơi xử án. Đến năm 1867, thi hài được cải táng đưa về an vị ở nhà nguyện Hò Kẻ Mốt. Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang được nâng lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn phong hiện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.